Cũng giống như trong web mua bán 24, muốn trở thành hội viên của công ty cổ phần quốc tế Sao Thăng Long thì phải bỏ ra một khoản từ 3 đến 6 triệu đồng. Chẳng phải hoạt động kinh doanh gì, chỉ cần giới thiệu người khác tham gia là đã có tiền. Một chiêu bài rất cũ nhưng vẫn có không ít người bị mất tiền. Sao Thăng Long thì họ đưa ra cái dự án để chi trả hoa hồng thì nó cũng là hấp dẫn. Thì tôi cũng mong rằng khi vào đây thì tôi có được cái hoa hồng thiết thực mà tôi bỏ công sức của tôi ra để làm. Nhưng thực tế đến bây giờ thì những cái người mà ở trên tôi mà họ làm được, có người thì được 40-50 triệu, có người gần 100 triệu, họ cũng chưa lấy được đồng tiền nào cả. Thời gian gần đây, hình thức kinh doanh đa cấp các gian hàng điện tử ngày càng phát triển nở rộ. Mặc dù chưa được Bộ Công Thương cấp đăng ký mở sàn giao dịch điện tử, nhưng lãnh đạo công ty cổ phần quốc tế Sao Thăng Long vẫn khẳng định mô hình kinh doanh của mình là thương mại điện tử, chứ không phải đa cấp như nhiều người vẫn đánh giá. Về đa cấp, anh phải hoạt động đúng theo luật đa cấp. Anh có những cái vấn đề xây dựng người trước mình thì sao, anh phải có sản phẩm và phải mua bán sản phẩm giao dịch đúng theo luật đa cấp, đấy là gọi là đa cấp. Theo cái cách đúng theo luật đa cấp. Như chúng tôi là gì? Gian hàng mua bán sắm, cái phần mà anh mua của tôi 1 triệu, 3 triệu, 6 triệu một gian hàng, tôi tặng thẻ này là xong. Không liên quan đến cái chế độ này. Nhưng chúng tôi lại xây dựng thêm một cái chế độ như của tôi là tuần hoàn, để mục đích để gia tăng quyền lợi cho họ, để họ tạo ra được nhiều người biết đến cái lợi ích này. Gói dịch vụ du lịch hay gian hàng điện tử không được coi là sản phẩm. Vì vậy, đây chính là kẽ hở dẫn tới nhiều công ty hoạt động mô hình kinh doanh này mà không bị các cơ quan chức năng quản lý kiểm soát. Trong năm nay dự kiến thì là Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ một cái nghị định thay thế cái nghị định thương mại điện tử năm 2006. Thì nghị định này thì sẽ có những quy định một cách nó tổng thể, xác định lại cái phạm vi quy mô của cái thị trường thương mại điện tử của Việt Nam. Từ đó thì cũng đề ra được những cái biện pháp, những cái công cụ để quản lý, để làm sao cho cái lĩnh vực thương mại điện tử của chúng ta phát triển nó lành mạnh, và đặc biệt là hướng tới cái việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo thống kê của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, hiện có 40 công ty hoạt động bằng hình thức đa cấp thương mại điện tử. Dự thảo nghị định thương mại điện tử sẽ trình sắp tới. Các hành vi bị cấm là cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thông qua một mạng lưới kinh doanh. Trong đó, mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để được hưởng lợi ích kinh tế từ việc vận động người khác tham gia vào mạng lưới. Như vậy, hình thức kinh doanh như mua bán 24 và Sao Thăng Long sẽ bị cấm. Với 38 công ty còn lại cũng sẽ không được phép kinh doanh. Có bao nhiêu thành viên tham gia vào loại hình này, họ đang đứng trước nguy cơ mất tiền.